với cái ứng dụng này á thì anh em không cần phải treo máy đâu nhá anh em chỉ cần uh, cấp quyền cho nó thôi và thiết bị của bạn nó có kết nối mạng 3G 4G hay là WiFi gì đó thì nó sẽ giúp bạn kiếm được tiền tuy không nhiều nhưng mình đảm bảo anh em tiền kiếm được đủ min á anh em rút xe về nhá trước khi review cho anh em đến cái ứng dụng này thì mình sẽ quay random tiếp nhá rồi 75 comment rồi bạn Bình nhận Momo số điện thoại là 085 đuôi Link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Nếu anh em quan tâm có thể nhấn vô. Ở đây sau khi anh em nhấn vô nó báo này chúc mừng bạn. Bạn sẽ nhận được 5 đô. Nếu như bạn nhấn vô chữ là claim 5 đô nào. Đó anh em nhấn vô. Sau đó bấm chữ OK này. Rồi tiếp tục. Ở đây là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản mới nhá Với một cái địa chỉ email của anh em. Nhập vô. Như thế này. Tiếp tục mật khẩu. Rồi phía dưới ở đây nếu như mà anh em không đăng ký theo cái đường link của mình á, bạn có thể bấm một chữ là I want to use a coupon code install gì đó. Bạn nhập cái mã code ở dưới phần mô tả video vô cũng được. Hoặc là nếu như đăng ký theo cái đường link của mình á, anh em không cần phải nhập mã code cũng được nha. Bấm một chữ sign up. Thì với cái con web này á, chúng ta có thể tải ứng dụng về máy được. Hoặc là anh em chơi trực tiếp trên web cũng được nha. Nếu như bạn đăng ký theo cái đường link của mình, bạn sẽ nhận được là 5 đô này theo. Rồi chúng ta sẽ con phim email nó sẽ gửi một cái email về cho chúng ta để xác minh ha chúng ta vào email thấy một cái tin nhắn như thế này anh em bấm vào chữ là verify email là được rồi ok rồi vậy là chúng ta đã xác minh tài khoản thành công ha ở đây anh em sẽ thấy cái chữ payout là cái min rút của chúng ta chúng ta mới kiếm được có 25 phần trăm thôi anh em phải đủ 100 phần trăm mới được rút nhá như mình đã nói thì anh em có thể là tải về máy được ví dụ như ứng dụng ở trên Android thì chúng ta sẽ bấm một cái biểu tượng là Android này đó chúng ta có thể tải cái file apk của nó về sau đó bấm vô cài đặt như bình thường còn nếu như anh em sử dụng bên iOS á, bấm vô quả táo này còn trên máy tính thì bấm mua cái hình windows là được khi mà ứng dụng lên á thì nó kêu bạn cấp một số quyền thôi ví dụ như là uh, cấp quyền cho họ sử dụng cái data ở wi-fi của bạn á, thì cứ yes thôi cái này là giới hạn à. anh em uh, giới hạn bao nhiêu ghi á, thì thôi wi-fi mà uh, chúng ta đóng tiền tháng rồi thoải mái đi Uh, sử dụng uh, on battery thoải mái này, đồn đó, thì trên ứng dụng á nhìn nó cũng không khác gì trên web đâu. chúng ta vào phần mo, anh em login cái tài khoản hồi nãy chúng ta vào ha, thì uh, nó hiển thị 5 đô hồi nãy của chúng ta này, đó. phía dưới là cái tiền mà đã nhận được mỗi ngày này, trung bình cộng này, và cái thiết bị của mình uh, đang sử dụng là Xiaomi Redmi 4X Android này, hệ điều hành Android 7.1.2. Rồi, tiếp tục phía dưới chúng ta sẽ có một cái đường link đi tuyển rep. Rep của chúng ta tạo tài khoản thông qua cái đường link này thì chúng ta sẽ nhận được là 10% của rep nhé. Copy đường link là được. Tuyển một rep chúng ta nhận được 10%, còn cái người mà tạo tài khoản thông qua đường link của chúng ta, người đó sẽ nhận được 5 đô nhé. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm sao cho cái thanh này nó đầy thôi. Ở đây mình đang có 5 đô, nó tương đương khoảng 25%. Vậy là nhân 4 lên Vậy mình khoảng 20 đô thì chúng ta sẽ đủ min rút của ứng dụng này Và anh em yên tâm ứng dụng này cực kỳ là uy tín vì nó ra lâu rồi Và cũng nhiều người chơi rồi anh em Nhiều người rút tiền về rồi thì mình mới review cho anh em Với cái ứng dụng này ấy, chúng ta kiếm tiền bằng hình thức Một là anh em đi tuyển rep chắc chắn sẽ có rồi Cái thứ hai kiếm tiền là chỉ cần Cái thiết bị của bạn nó kết nối wifi á Nó sẽ giúp bạn kiếm tiền thụ động Anh em có thể xem này Chúng ta chỉ cần cấp quyền cho nó thôi đây Thấy không? Acti. Chúng ta không nhất thiết phải mở ứng dụng lên. Đấy.